Lạy Chúa, tình yêu của chúng con, Đấng tạo dựng nên thế giới muôn loài, dựng nên là người chúng con rất cao quý, để tương giao với Chúa. Dù tội lỗi đã xen vào trong thế gian, nhưng không phá hỏng được chương trình tốt đẹp của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Jesus Christ, Chúa của chúng con đã đến trần gian, phục hồi địa vị tốt lành của chúng con khi chúng con tin nhận Chúa Jesus. Chúng con có trách nhiệm bổn phận đối với chính Chúa, cũng như mọi người chung quanh chúng con, trong đó có cha mẹ. Buổi sáng hôm nay chúng con đến với Chúa, chúng con đến với lời của Chúa. Xin Chúa soi sáng hướng dẫn để chúng con biết những gì cần phải làm trong lời dạy của Ngài. Chúng con xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng con trong thời giờ này, ban sự khôn ngoan thông sáng thiên thượng cho chúng con, để chúng con hiểu, để chúng con làm theo lời của Chúa trong ơn ban của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng ngồi. Xin thân ái kính chào tất cả quý ông bà anh chị em ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng ta có thì giờ phước hạnh để thờ phượng Chúa. Trong những ngày qua thì cũng có một ít hội thánh tổ chức hai cái lễ gọi là lễ phụ thân ở trong hội thánh, rồi lễ mẫu thân ở trong hội thánh. Và dĩ nhiên đây là ảnh hưởng những cái gì ở bên ngoài chắc chúng ta biết, và chắc không thể gọi là lễ được. Vì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chỉ có 15 lễ, tức là 2 thánh lễ và 13 giáo lễ. Và cũng không có lễ gọi là lễ hiếu kính cha mẹ, mà chỉ là cái ngày để nhắc nhở mà thôi. Tuần thứ 2 của tháng 5 lễ mẫu thân, tuần thứ 3 tháng 6 là lễ phụ thân. Bên ngoài người ta định như thế, nhưng Ban trị tổng đội hội muốn dùng ngày này, tuần thứ 2 của tháng 5, để nhắc cho những người con biết hiếu kính cha mẹ. Và nương trên điều đó, đặt nền tảng trên lời của Chúa, chúng ta cùng suy gẫm. Nếu nói hiếu kính cha mẹ đầy đủ thì trong thời gian 3-40 phút không nói hết đâu. Nhưng tôi chỉ tập trung vào cái từ mà Phaolô dùng cả trong Ephesos và Colossae là vâng phục cha mẹ. Và sứ đồ Phaolô đã triển khai rất là đầy đủ trong những ý rất là sắc bén để cho chúng ta có một sự chuẩn mực. Chúng ta không tôn vinh chúc tụng cha mẹ của chúng ta, nhưng chúng ta tôn vinh chúc tụng Chúa, vì Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi điều, trong đó có những bậc sinh thành để chúng ta biết hiếu kính. Có một sự hiểu lầm rất lớn đối với những người ngoại, tức là những người không tin Chúa. Họ nói rằng những người theo Tin Lành là bỏ ông bỏ bà, không hiếu kính cha mẹ. Mà thật sự quay về với Kinh Thánh đó, những người Tin Lành mới là người kính cha mẹ đúng nghĩa đấy, thấy không? Thì vậy chúng ta phải minh chứng làm sao cho mọi người không biết Chúa biết hiếu kính cha mẹ là gì, chứ không phải như người đời. Chúng ta đâu có bỏ ông bỏ bà, phải không? Nhưng mà thật sự chúng ta có thể thấy thế giới bên ngoài càng ngày càng văn minh, nhưng nếp sống gia đình, cha mẹ con cái có lắm vấn đề. Đúng như lời tiên tri được sứ đồ Phaolô nói ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 3. Trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 chúng ta thấy lời của Chúa bởi sứ đồ Phaolô nói với Timôthê. Tôi muốn đọc mấy câu kinh thánh đó.
hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, vân vân. Ở đây sứ đồ Phao-lô nói đến một cái thời sau rốt này, trong đó nhiều điều có cả những người con nghịch cha mẹ. Và chữ nghịch ở đây có nhiều bản dịch cho chúng ta thấy trong đó có sự bất tuân, không vâng lời, không vâng phục. Vì vậy một trong ba điều của cái chữ hiếu kính cha mẹ đó có sự vâng phục. Thế thì trong buổi sáng hôm nay, dù chúng ta có những người con, những người con vâng phục chúng ta là cha mẹ, nhưng chúng ta vẫn còn những cha mẹ chúng ta lớn tuổi, chúng ta cũng phải biết vâng phục để làm gương cho con cái, phải không? Có một tài liệu đã nói như thế này: từ lúc 1 đến 3 tuổi thì những đứa con nói rằng con rất yêu mẹ, mẹ ơi. Rồi đến từ 4 đến 10 tuổi đó, thì nó nói rằng vâng, vâng, điều gì cũng vâng theo cha mẹ. Nhưng giai đoạn tiếp theo đến 16 tuổi thì nó nói rằng mẹ thật lắm chuyện. Đến 18 tuổi thì nó nói rằng tôi muốn rời khỏi cái nhà này, nhức đầu lắm. Nhưng rồi khi đến tuổi thứ 25 trở lên á, nó quay lại. Nó nói mẹ ơi, mẹ nói đúng. Đến 30 tuổi nó thấm thía hơn khi nó nói rằng con rất muốn về nhà ở với mẹ. Rồi đến 50 tuổi đó, nó cảm thấy mình cô đơn và ước ao mẹ ơi đừng bỏ con. Và đến 60 tuổi nó thấm thía hơn, nó nói rằng con bằng lòng từ bỏ tất cả để có mẹ bên cạnh. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy từng cái giai đoạn của một đứa bé lớn lên 3 tuổi, 10 tuổi, rồi đến 16, 18 tuổi, rồi sang 25 cho đến 60 tuổi, cái nhận định khác nhau, phải không? Có lẽ có một số người con thấy rằng mình cần phải vâng phục cha mẹ bởi vì mình còn nhỏ, chưa đi học. Nhờ vả cha mẹ nhiều quá cho nên phải vâng phục thôi. Nhưng đến khi bắt đầu nó học xong tiểu học đó, nó bước vào trung học và đại học, nó mới thấy rằng mình phải giỏi hơn cha mẹ dốt lắm, không biết đâu, làm gì mà vâng phục. Nhưng mà khi nó lập gia đình, nó có con rồi đó, nó sanh với 1-2 đứa con đó, nó mới thấy cha mẹ quá tuyệt, 5-10 đứa con nuôi cũng rất tốt, mình có đứa 2 đứa nuôi không xong, bắt đầu nó nói cha mẹ là tuyệt vời. Đây là cái suy nghĩ trong những nhà tâm lý học phân tích cho chúng ta thấy. Buổi sáng hôm nay tôi không muốn nói về những vấn đề đó theo cái nhận định đánh giá bên ngoài Chúa, mà ở đây lời Chúa dạy chúng ta là vâng phục cha mẹ trong Chúa. Như vậy hiếu kính cha mẹ nghĩa là nhớ ơn cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ và tôn kính vâng phục cha mẹ. Tôi muốn nói điều thứ ba đó. Nhưng đây không phải là tinh thần của Tân Ước Phao-lô nói trong Ê-phê-sô và Cô-lô-se, mà đây cũng cả là tinh thần của Cựu Ước rất rõ ràng ở trong lời của Đức Chúa Trời.
Từ ban đầu, sự bất tuân nó đã có ngay trong chính Adam và Eva. Và người ta nói rằng chúng ta cũng chẳng hay ho hơn gì với tổ phụ chúng ta đâu. Và chúng ta cũng luôn luôn có cái máu bất tuân như thế. Đối với Chúa, đối với cha mẹ, đối với bậc đáng tôn, đáng kính. Khi tôi đi ra ngoài, đi máy bay, đi xe, chỗ đông người, tôi thấy dường như ngày nay giới trẻ đó, sao không giống như ngày trước. Từ ở trong chỗ làm thủ tục xong đi ra đến máy bay thì phải lên chiếc xe rồi chở ra đó. Nhưng mà ngay từ cái chỗ sắp hàng tôi cũng đã thấy. Một ngày nọ tôi sắp hàng, tôi đứng cỡ khoảng hàng thứ mười mấy, hai mươi gì đó. Những người đến trước tôi thì họ sắp hàng cứ tuần tự. Có hai cô gái khoảng 18 đến 20 tuổi đi, thấy hàng nào cũng dài quá, cứ nói thầm thì với nhau đó, rồi đi lên cái chen vô phía trước cái ông già, ông đứng thứ nhất rồi thì không chen được, đứng chen thứ hai, đứng trước ông già, hai cô gái gì thế, cái cười hay như thế. Đó là vẫn thấy hay, mình lanh trí quá, mình thấy này thế kia. Và lên trên xe đi ra máy bay tôi mới thấy cũng hai cô gái gần giống như thế, chen 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 lẹ 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 lên ngồi. Ở trên xe đó chắc chúng ta biết ít ghế lắm, chỉ có mấy cái thôi, chen tôi ngồi. Rồi cũng thấy rằng mình hay. Có một người mang thai đứng đó nhích tới lùi không nhường là không. Có một cụ già, hai ba cụ già không nhường là không, ngồi đó rồi bấm 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 điện thoại, vừa nói vừa cười. Bao nhiêu người nhìn họ lắc đầu, nhưng mà đối với những người đó gật đầu cảm thấy mình hay. Cái tinh thần đó từ ngày tôi nó xuống dốc đi, không giống như ngày xưa, phải không? Ở Việt Nam tôi quen rồi, những người nhỏ đó, gặp tôi thì sao, chà, cúi đầu. Còn tôi đi qua bên Mỹ đó thì mấy đứa nhỏ cũng y tuổi đó gặp tôi, khác nhau. Ở đây nhỏ cúi đầu, còn đứa kia nó hất đầu lên. Chúng ta thấy thì sao? Khó chịu quá, phải không? Nhưng cái xã hội nó tạo nên như vậy. Vâng phục là cái gì cũng phải làm theo không? Chúng ta nên thấy Kinh Thánh không nói như thế đâu. Nhưng trong buổi sau hôm nay chúng ta học một số điều. Như tôi nói đó, nói hết về hiếu kính cha mẹ trong mấy mươi phút không đủ đâu. Nhưng có lẽ mỗi một năm chúng ta có dịp nghe những đề tớ Chúa phân tách từng phần nào đó. Và sáng hôm nay dựa vào ở trong Ê-phê-sô và Cô-lô-se, chúng ta nói về vâng phục cha mẹ. Ông vua Sao-lơ cũng được dạy về sự vâng lời. Và Sa-mu-ên nói sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Mà nếu chúng ta phân tách ở trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 15 đó, chúng ta mới thấy từ khi ông Sao-lơ làm vua đầy khiêm nhường, ông từ chối không muốn làm nữa. Nhưng khi làm vua rồi, ông bắt đầu kiêu ngạo và lấn sân luôn cả việc làm của thầy của mình, đó là Sa-mu-ên. Một tiên tri, một thầy tế lễ, ông vua không có phép làm điều đó, ông chỉ cai trị dân sự của Chúa mà thôi. Và rồi Chúa bảo ông phải tiêu diệt hết quân thù, ông nói rằng uổng quá, tiêu diệt một phần thôi còn chừa là một phần, chiên bò lừa đâu có tội gì đâu mà phải chừa nó, cứ để nó lại, dâng tế lễ cho Chúa, đỡ lấy chiên bò lừa ở nhà. Ông tưởng đâu ông rất là khôn ngoan, nhưng mà Chúa đánh giá là không vâng lời Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên từ cái việc không vâng lời Đức Chúa Trời đã đưa đến rất nhiều hậu quả của con người, từ Adam Eva đến nhiều nhiều hình ảnh ở trong Kinh Thánh. Và bây giờ nó ngay ở trong gia đình. Và ngày hôm nay nhiều người con thấy mình học rất giỏi, thấy mình đã tiếp xúc với thế giới văn minh, vì vậy cái tinh thần bất phục đó càng ngày càng thêm. Mà ở đây sứ đồ Phao-lô dùng chữ là nghịch cha mẹ. Và điều đó
Kinh Thánh dạy hiếu kính cha mẹ, Kinh Thánh có nói. Vì vậy cho nên tất cả những gì chúng ta nói ở đây, điều trước nhất chúng ta học đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ở trong suốt Kinh Thánh đoạn thứ 20, một trong 10 điều răn và đứng đầu trong những điều răn đối với con người đó là hiếu kính cha mẹ. Và rồi cũng ở trong suốt Kinh Thánh đoạn 21 đó, Kinh Thánh nói rất là mạnh, kẻ nào đánh cha mẹ mình thì sẽ bị xử tử. Chúng ta thử suy nghĩ, xử tử chứ không phải là nhẹ đâu. Xử tử là cái quy định cao nhất cho một người khi vi phạm. Đánh cha mẹ kể như đáng bị xử tử. Trong Kinh Thánh có nói rất rõ. Và trong Lê Vi Ký là nói mạnh hơn nữa, không phải đánh, chưa đánh, mà chỉ mắng chửi cha mẹ thôi cũng bị xử tử. Trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9. Đó là vấn đề của Thánh Kinh. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài, Đức Chúa Trời có quy định của Ngài, Đức Chúa Trời có luật của Ngài, và Đức Chúa Trời cũng đến với mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Cho nên đó là mạng lệnh của Chúa. Và trong Tân Ước thì chúng ta cũng thấy đó. Trong Luca, Chúa Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời, giáng thế làm người, có cả thần tánh, và bây giờ Chúa có nhân tánh. Và trong Kinh Thánh chép ở trong Luca có nói Chúa Giêsu trở về chịu lụy cha mẹ mình. Ở trong cái bản truyền thống nó lụy cha mẹ, tức là nó phải phục, phải bước vào ở trong cái khung của một gia đình, để trước khi bước vào trong chức vụ, Chúa Giêsu có thể làm gương, phải không? Cho nên Chúa Giêsu cũng chịu lụy cha mẹ trong tuổi còn thiếu niên, trước khi Chúa bước vào trong chức vụ. Cho nên trong nhiều bổn phận đối với Chúa đương nhiên rồi, và đối với con người thì được mô tả ở trong Ê-phê-sô, ở trong Cô-lô-se. Thì chúng ta lưu ý có ba vấn đề mà ông Phao-lô nói. Thứ nhất là vâng phục trong Chúa. Sự vâng phục được mô tả là sự tôn kính vâng lời, kèm lời hứa sống lâu trên đất. Và điều thứ ba, sự vâng phục đó ở trong Kinh Thánh Cô-lô-se có nói là mọi sự phải vâng phục. Có bản dịch thì mọi việc phải vâng phục. Và vì đây là điều đẹp lòng Chúa. Vì vậy khi khẳng định ở trong Chúa có lời hứa kèm theo và đẹp ý Chúa, chúng ta còn bàn gì nữa? Đấy không? Dĩ nhiên Kinh Thánh không nói chúng ta vâng phục cha mẹ một cách mù quáng đâu. Ở trong Chúa làm gì có mù quáng. Và khi đẹp lòng Chúa thì làm gì chúng ta có thể không thực hiện. Mà vâng lời đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là vâng lời đẹp lòng người ta chứ. Đây là vấn đề thực tế mà chúng ta có thấy. Mà cả lời hứa cho những người hiếu kính, những người tôn kính vâng phục cha mẹ của mình. Cho nên chúng ta tập trung về điều chúng ta học trong buổi sáng hôm nay. Con cái đối với cha mẹ. Và tiếp theo các câu đó nói đến cha mẹ đối với con cái. Muốn cho con cái vâng phục cha mẹ thì những người làm cha làm mẹ đừng có chọc giận con cái. Chúng ta cứ chọc giận, cái chữ chọc giận đây không phải là chọc để cho nó chửi, mà đây là nó gây đến là cái gì bất phục từ nơi đó, vì chúng ta không xứng đáng. Tao cứ chọc giận mày, tao cứ đánh mày, mày phải dần phục. Nói vậy được không? Bởi vì ở đây trong bài học của chúng ta, sứ đồ Phao-lô kết nối với rất nhiều bổn phận, tôi tớ đối với chủ, vân vân. Mà trong đó có con đối với cha mẹ và cha mẹ đối với con cái. Có một thanh niên nọ, tôi biết,
Bây giờ thanh niên già rồi, sắp chết rồi. Cô đó trung tín đi nhóm thanh niên. Một ngày nọ thay đồ sẵn, chuẩn bị đi nhóm thờ Phượng Chúa. Thì mẹ của chị ấy nói rằng: con ơi, hôm nay mẹ thấy không khỏe, mẹ khó chịu quá, chắc mẹ chết quá, con coi coi như thế nào, rồi cạo gió hay là giúp cho mẹ đi. Cái chị này nói rằng: bà này lộn xộn, hey, mỗi lần đi nhóm có chuyện. Chết không? Chết liền, tôi chôn đặng tôi đi nhà thờ. Đây là sự thật 100%, mấy người tôi quen biết lắm. Đi thờ Phượng Chúa mà như vậy sao quý bạn chứ? Hey, mỗi lần đi đủ chuyện, có đòi chết thì chết đi, tôi chôn rồi tôi đi nhà thờ. Có xứng đáng không? Nhưng ngược lại cũng có một cô kia yêu mến Chúa, tin Chúa, nhưng mà cha mẹ chống đối vì cha mẹ không tin Chúa, buộc cô phải bỏ Chúa. Một là chọn Chúa, hai là chọn cha mẹ. Khó quá phải không? Khó vâng phục lắm phải không? Đúng vậy, đó không phải là vâng phục trong Chúa. Cô cầu nguyện khóc lóc rồi nhiều ngày trôi qua, không thể nào bỏ Chúa được. Cho nên cô dùng hết cách, rồi nói hết lời như cha mẹ nó dứt khoát: đây là niềm tin, mày có sống tốt, có gì tao không biết, nhưng mà phải bỏ Chúa mới xứng đáng là con. Thì trường hợp này chắc chắn chúng ta hiểu rồi phải không? Cô cầu nguyện rồi buồn lắm, mà cô chuẩn bị để rời khỏi gia đình để giữ lòng tin đối với Chúa. Nhưng mà nói vậy chứ qua cái hành động đó, một thời gian cha mẹ được biến đổi và tin nhận Chúa Giêsu. Tôi đã làm lễ tang cho hai cô thanh niên trong hội thánh, tin Chúa vài ba năm, đức tin mạnh mẽ, nhưng gia đình cha mẹ và anh ruột của hai cô này chống đối kịch liệt với bất cứ giá nào. Nhưng qua nếp sống của hai cô này trong gia đình thể hiện sự vâng phục đầy đủ trọn vẹn, nhưng mà chỉ là giữ niềm tin dù bị chống đối, cái đó thì phải giữ. Nhưng một ngày nọ hai cô bị xe đụng chết một lượt, xe đò 50 đó cán nát luôn, không còn nhìn ra cái mặt nữa, mà không có chết một người, hai người chết. Trong khi nghe tin đó thì tôi rất buồn, báo tin cho cha mẹ, thì dĩ nhiên cha mẹ cũng buồn lắm. Tôi nghĩ chắc không có cơ hội nào để cho cha mẹ với anh của cô này tin Chúa. Nhưng lạ lùng Chúa làm, và gia đình bằng lòng để cho hậu thánh làm lễ tang cho hai cô này, mà lại đề nghị làm lễ tang trong nhà thờ nữa. Sau khi làm lễ tang, trước khi kết thúc đưa ra phần mộ, thì hai người cha mẹ này yêu cầu xin được quỳ gối cầu nguyện tại đó. Và rồi người anh chống đối kịch liệt đó bây giờ làm mục sư ở bên Úc. Thế thì đây là một cái hình ảnh dường như nó khó, nó trái ngược. Nó cho chúng ta biết phải vâng phục trong Chúa là như thế. Vâng phục trong Chúa tức là thứ nhất là do lời dạy của Chúa. Vậy vâng phục ở trong Chúa đó, nó không phải vâng phục mù quáng như ở bên ngoài đâu. Sứ đồ Phao-lô dạy là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, dạy luôn cả người chồng cũng vâng phục vợ, huống chi vợ phải vâng phục chồng. Rất khó nhưng kính sợ Đấng Christ để vâng phục được. Như vậy thì vâng phục cha mẹ trong Chúa với lòng kính sợ Chúa để tôn kính cha mẹ và vâng theo tất cả gì cha mẹ dạy ở trong Chúa. Vì vậy ở đây có nói đến cha mẹ đối với con cái cũng vậy, cũng đừng có chọc giận, tức là làm tất cả gì nó trái ngược. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, những người vừa làm cha làm mẹ mà vừa làm con kìa.
Có người thì bây giờ đâu còn cha mẹ nữa, bắt đầu ngồi lại suy nghĩ thử. Còn những người con bây giờ có cha mẹ cũng nhờ ơn Chúa, ở trong Chúa để chúng ta có thể học. Mục sư tiến sĩ Bill Graham đã nói một câu như thế này: tôi nhớ ơn mẹ tôi suốt đời, nhưng điều mà tôi nhớ nhất đó là mẹ tôi đã dạy cho tôi về một Đức Chúa Trời đúng như điều Kinh Thánh dạy, và tôi nhớ mãi suốt đời. Tôi nhớ ơn mẹ tôi suốt đời, nhất nhất là mẹ tôi đã dạy cho tôi về Đức Chúa Trời. Một người con lớn lên sau thời gian tuổi thiếu nhi, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên trong hội thánh, nó bắt đầu học, nó lên đại học và nó nói với mẹ nó rằng: mẹ ơi, con không ở nhà được nữa, bởi vì con phải có sự nghiệp, phải có đủ thứ, con từ giã mẹ. Mẹ nó không vui nhưng cũng phải đành tiễn nó đi. Mẹ nói một câu rằng: con ơi, đây là lời cuối cùng mà mẹ khuyên con. Khi nào ở trong cuộc đời mà con cảm thấy không còn chỗ để bám víu, khi mà con tuyệt vọng đến cùng đó, thì con nhớ một lời mẹ là hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mẹ, và Đức Chúa Trời của mẹ sẽ giúp đỡ con. Cái Đức Chúa Trời của mẹ đó tức là bà muốn nói rằng tất cả những gì bà dạy cho con cái về mọi sự, bây giờ hãy nhớ. Và nó cười dường như nó không quan tâm, không không bao giờ nó thất bại. Mà Đức Chúa Trời của mẹ là ai? Không phải Đức Chúa Trời của nó. Nhưng rồi nó rời khỏi gia đình một thời gian sau, nó thất bại hoàn toàn. Cái sức của nó chẳng là gì, sự khôn ngoan của nó không giải quyết được vấn đề. Nó định tự tử. Và bắt đầu nó nhớ lại lời của mẹ nó nói: hãy cầu xin Đức Chúa Trời của mẹ. Đức Chúa Trời của mẹ sẽ giúp đỡ con nếu con có niềm tin như mẹ. Và nó cầu nguyện với Chúa, nó không tự tử nữa, và bắt đầu nó quay trở về với sự kính sợ Chúa, yêu mến Chúa như mẹ của nó. Đức Chúa Trời ban phước cho nó. Ở đây sứ đồ Phaolô nói là hãy vâng phục trong Chúa. Kinh Thánh dạy không có điều gì là sai, và tất cả mọi sách vở, mọi quan điểm trong mọi thời đại nó luôn luôn có đổi thay, nhưng Kinh Thánh không bao giờ thay đổi, vì đúng và không thay đổi mới là chân lý. Và chân lý nó nằm ở trong Thánh Kinh, cả Cựu Ước và Tân Ước. Tất cả bổn phận của người làm con cũng đã được đề cập đến, và nó nằm ở trong 10 điều răn kia. Cho nên chúng ta không bàn đến, vì đó là mạng lệnh của Chúa. Nhưng bây giờ cái hành động của chúng ta, và đặc biệt sáng nay tôi nói hành động của những bạn trẻ là những người con phải phân phục cha mẹ trong Chúa. Và những người làm cha mẹ ở trong Chúa cũng phải dạy con cái mình biết vâng phục, như là cả vợ chồng cũng phải vâng phục nhau khi đặt kính sợ Chúa để có thể thực hiện được điều đó. Thấy không? Tổng thống đầu tiên của Mỹ, Tổng thống Washington, người ta thấy rằng ông bận rộn quá nhiều công việc, nhưng mà cứ thường xuyên ông về thăm mẹ của ông. Họ nói rằng tổng thống đâu cần phải làm việc đó, cứ nói chúng tôi chở mẹ của tổng thống đến để gặp tổng thống. Ông nói không, tôi phải về thăm mẹ tôi trong cái căn nhà mà tôi được mẹ tôi dạy và được lớn lên. Thì họ nói rằng bà mẹ bây giờ đâu có nói được nhiều, yếu lắm rồi mà. Ông nói đó là vấn đề không quan trọng. Ông cứ về và ngồi nhìn mẹ của mình cũng đủ rồi, ôn lại tất cả những gì mà mẹ ông đã dạy ông. Bao nhiêu công việc bận rộn nó lăn xuống, và thì giờ ngồi với mẹ của ông, nhìn mẹ của mình, ông cũng cảm thấy thêm sức mạnh. Ví dụ làm tổng thống, thật ra Washington vẫn thấy được điều đó. Chúa Giêsu cũng chịu lụy cha mẹ mà. Trước khi trút hơi trên thập tự giá, Chúa Giêsu còn quan tâm đến chính mẹ của mình nữa, dù chỉ là theo phần xác mà thôi.
Tôi nghĩ rằng trong Kinh Thánh có dạy rất là nhiều bổn phận ha. Mà ở trong Cô-rô-se đoạn 3 thì nói là vì điều này đẹp lòng Chúa. Để đâu điều đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người làm con đối với cha mẹ trong sự vân phục, mà vân phục trong Chúa, điều này là đẹp lòng Chúa và có lời hứa kèm theo, sống trong trên đất mà Đức Chúa Trời ban cho. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy trong gian thứ nhất, xin lỗi, gian thứ ba câu thứ tư mô tả là những đứa con làm theo lẽ thật thì tôi rất vui mừng, và vâng theo lẽ thật thì không thể nào không vâng phục cha mẹ. Đây là điều tốt, đây là điều mà Kinh Thánh dạy. Chúng ta không làm vâng tế ruồi, cúng kiến khi cha mẹ chết. Nhiều năm trước có hai anh em kia sống không có ra gì, lo làm ăn kiếm tiền trở nên giàu có, bỏ mặc cha mẹ không lo, rồi khi cha mẹ bệnh rồi cũng không quan tâm nhiều, đến khi cha mẹ chết bắt đầu giành với nhau để làm lễ tang, đánh lộn với nhau xích chết để coi anh hay là tôi làm lễ tang cho cha mẹ. Chúng ta thấy như vậy có ích lợi gì, phải không? Bởi vì làm lễ tang cho linh đình để nói lên rằng mình là có hiếu. Trong Chúa với ngoài đời khác nhau, trong tinh thần vâng phục cha mẹ, vì ở đây đẹp lòng Chúa. Ở trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết, ở trong Châm Ngôn đó, ở trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 20 chép như thế này: ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt ở giữa vùng tối tăm mù mịt. Ngọn đèn của những người đối với cha mẹ như vậy sẽ tắt. Và một chỗ khác ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 13, ông Solomon cũng nói: kẻ nào khinh lời dạy ắt bị hư bại. Đây là lời nói đầy khôn ngoan, nó được đưa vào Kinh Thánh như là lời dạy của Chúa đối với những người làm con. Phải đối với cha mẹ như thế, sẽ bị tắt ở trong vùng tối tăm mù mịt, sẽ bị hư bại. Tôi có xem một câu chuyện của một vùng Phi Châu, ở tại một bộ lạc nọ ở tại Phi Châu á, họ kể như một người trưởng thành rất là quan trọng. Hồi nhỏ ở trong nhà thì làm con, nhưng khi đến tuổi trưởng thành bước ra ngoài gọi là một chiến sĩ, tức là phải biết chiến đấu, mà ít lắm một tháng phải bị sát hạch. Và điều kiện tiên quyết đó là chàng thanh niên này phải đưa vào trong rừng sâu, và trong rừng sâu đó một tháng làm gì không biết. Rồi khi trở về sẽ được hỏi trong một tháng ở trong rừng đó còn sống sót được, mới xứng đáng là một người trưởng thành, mới được cái danh hiệu là chiến sĩ. Và có ba chàng thanh niên đồng lứa tuổi đi vào trong rừng. Câu chuyện tôi nghe kể đó, thứ nhất, một chàng thanh niên về thì ông tù trưởng hỏi là anh đã làm gì trong một tháng qua ở trong rừng, kể tôi nghe. Trong một tháng qua cái vấn đề mà tôi tâm đắc nhất là tôi giết chết một con hổ. Ông nói được, tốt, can đảm. Anh thứ hai, anh đã làm gì? Dạ tôi không giết được con hổ, nhưng mà tôi giết được một con trăn rất lớn.
cũng tốt. Rồi anh thứ ba, anh làm gì thì xứng đáng là một chiến sĩ. Tôi không giết được con hổ nào hết đó. Tôi cũng chẳng giết được con trăn lớn to nào hết đó. Nhưng mà tôi tìm được một cái tảng mật ong rất lớn ở trong rừng. Tôi đem về cho cha mẹ tôi, bởi vì gia đình nghèo lắm, và tôi chỉ làm được điều đó để bồi dưỡng cho cha mẹ tôi trong tuổi già. Ông tù trưởng nói rằng người thứ ba này xứng đáng nhất. Dù không giết được hổ, dù không giết được con trăn, nhưng đã thể hiện một cái tinh thần như thế nào mà khi tìm được một tổ ong lớn thì cũng đâu phải dễ dàng. Ông đánh cũng chết chứ không phải là không đâu. Cũng xứng đáng là một chiến sĩ chứ. Để đem một tổ ong mật nhiều như vậy đem về nhà. Thì đây là câu chuyện đó, người ta đánh giá về một chiến sĩ, một người phải làm đối với con hổ, đối với con trăn, đối với tổ tặng ong như thế. Có là rất là nhiều cái câu chuyện đáng buồn về những đứa con bất phục, nhưng có biết bao nhiêu hình ảnh rất đẹp về những đứa con vâng phục, dù họ là những người tổng thống, những diễn giả nổi tiếng, hay là những người thành công ở trong công việc. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy. Tôi rất kính nể mẹ của vua Louis Pháp. Bà nói rằng con của tôi phải làm theo lời Chúa. Một trong những điều phải làm theo lời Chúa là đừng phạm tội. Và tôi đã nói với con tôi ngay từ lúc nhỏ rằng mẹ rất thương con, nhưng mẹ đau lòng nhất là thấy con phạm tội. Thà con chết ở trong niềm tin và sự trong sạch, mẹ buồn khi con chết, nhưng mẹ buồn hơn là con vẫn sống mà phạm tội. Vì vậy nên nhớ, mẹ không chịu nổi trong cuộc sống của con phạm tội với Đức Chúa Trời. Cho nên vua Louis Pháp tinh kính lắm, vì bất người mẹ dạy như vậy, vâng phục cha mẹ, vâng phục mẹ mình, bởi vì tránh xa tội lỗi. Vâng phục điều đó là đúng, phải không? Biết bao nhiêu lời dạy của Chúa cho chúng ta, cho con cái chúng ta, biết bao nhiêu lời dạy của cha mẹ chúng ta nương ở trong Chúa và được đẹp lòng Chúa để dạy chúng ta, và chúng ta phải sống như thế nào. Jugibet sẵn sàng dạy con và không sợ chiếu chỉ của vua. Jugibet để cho Môi-se sống trong khi lệnh của vua phải chết. Và với sự can đảm đó, Jugibet đã cho Môi-se sống, sống một cách đường đường chính chính trong cung điện của Pharaoh nữa. Cho nên một người mẹ như vậy thì làm sao lại không có đứa con như Môi-se rời khỏi xứ Ai Cập không sợ vua giận. Một người mẹ không sợ chiếu chỉ của vua để phải giết con mình để cho nó sống, thì một đứa con đó cũng sẽ không sợ vua giận mà trái lệnh của vua. Mà nhiều hình ảnh trong Kinh Thánh lắm, xin Chúa giúp cho chúng ta có thể học được và nhờ ơn Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta những người con biết vâng phục cha mẹ trong Chúa và xác định đây là điều đẹp lòng Chúa, và rồi có lời hứa kèm theo của Chúa sẽ không rơi vào trong sự tối tăm mù mịt và một sự thất bại mà ở đây Kinh Thánh bị hư bại trong cái tiêu chuẩn con người khác với cái nhìn và tiêu chuẩn của Chúa. Vì Chúa ở trong Chúa, vì đẹp lòng Chúa và lời hứa của Ngài, xin những người cha mẹ dạy con cái biết vâng phục như vậy, và những người con phải biết vâng phục cha mẹ mình mọi sự mọi việc ở trong Chúa. Thì Chúa ban phước cho tất cả mọi chúng ta, đặc biệt những người làm con đối với cha mẹ của mình. Và cha mẹ còn sống là điều quý báu lắm. Khi không còn cha mẹ, chúng ta mới thấy một sự mất mát lớn lắm. Mà những sự mất mát đó khó cái gì có thể lấp được.
một người con bị xe đụng chết. Cái người đụng đứa con của chị này chết là người rất giàu, chẳng những lo cho tang lễ, chẳng lẽ lo mọi sự nuôi bà này suốt đời. Nhưng bà nói rằng không có gì có thể lấp được, thay thế được khi tình yêu của người mẹ đối với con không có. Không có cái gì có thể lấp được khi mà đứa con chết. Thì bây giờ cũng không có cái gì thay thế được cái tình thương, sự nối kết và bổn phận vân phục vân vân của chúng ta đối với cha mẹ khi cha mẹ không còn. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ có những cái cảm nghĩ, có những cái tình cảm khác nhau. Nhưng lời dạy của Chúa luôn luôn là đúng và không thay đổi, vì đó là chân lý. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta học được bài học vâng phục trong Chúa là như thế nào. Vì điều đó đẹp lòng Chúa. Và đó là lời hứa quý báu của Chúa cho những người làm đúng như vậy. Chúa ban phước cho tất cả mọi chúng ta, nhất là các bạn trẻ còn có cha mẹ. Amen.